ra rồi. Trời ơi, người đẹp. Đây Israel ơi, bởi Chúa luôn từ ai bỏ
Chúa con cùng với người ban sự sống cho những ai người muốn. Đức Giêsu Kitô vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa đây cho đến mãi muôn đời. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, và họ sẽ hiển trị đời đời. Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Được Chúa thương, con vui mừng hơn Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Thế tất cả mỗi người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, mà hễ người nào đến tôi sẽ không xua đuổi. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thậm chí tôi hơn thở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tôi, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diêm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thậm chí thánh chi tôn. Đời nó tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kinh sợ người. Chúa giơ tay liệu dương sức mạnh, việc tan thường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lực tội lỗi đang hoàn hành nơi thân xác chúng con. Xin kêu chúng con hỏi kiến muôn đời và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Lạy Chúa Kitô là đấng cứu thế, xin nhớ đến những người chưa biết Chúa và sống không hy vọng. Xin cho họ tin rằng có một đấng phục sinh và có một cuộc đời bất tận. Lạy Chúa Kitô là đấng chúng con hằng trông đợi, khi Chúa gọi chúng con từ giã cuộc đời trắng qua này. Xin chẳng đưa chúng con vào quê trời vinh cửu. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy. Xin cho linh hồn Phanxicô của chúng con đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất mực khoan dung, hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể, cùng thánh cả Giuse, chín phẩm tiên thần, cùng toàn thể các thánh nam nữ trên trời, các thánh nam nữ gia đình đa minh chuyển cầu, mà ban cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mỗi gia đình chúng con và linh hồn Francisco là thân nhân của chúng con, cùng quý ân nhân, thân nhân, đoàn viên chúng con mới qua đời và 50 vị chúng con nhớ dỗ trong tháng. Xin Chúa ban cho các vị ra đi trước chúng con được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dần đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Chúng con Chúa vương ban sự bình an dành cho chúng con. Này các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho linh hồn Francisco các linh hồn. Này cha thánh đa minh, xin cầu cho linh hồn Francisco và các linh hồn. Này thánh nữ Catarina, xin cầu cho linh hồn Francisco và các linh hồn. Này các thánh nam nữ gia đình đa minh, xin cầu cho linh hồn Francisco và các linh hồn. Này thánh Cam, xin cầu cho linh hồn Francisco và các linh hồn. Xin Chúa ban cho tất cả các vị ân nhân, thân nhân và những người đã chung công góp sức thành lập huynh đoàn chúng con còn sống và đã qua đời. Xin Chúa nhắn lời cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con tấm vải tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Thường là tụi em ở xung quanh ở đây được lấy cái bánh kem. Năm nay không còn.